Em chuyển phôi hay sao? Dạ em chuyển phôi, em chuyển hai phôi. Ủa sao chuyển phôi thai mới có 5 tuần 3 ngày thôi á? Dạ em mới 21 ngày xong chuyển phôi. À, em chuyển hai phôi à? Dạ đúng rồi. Thế thì thai IVF ai cũng ra máu, còn cái phôi này là mình đưa từ ngoài vào thì cái bám, độ bám của nó sẽ kém hơn so với thai tự nhiên, thành ra luôn luôn phải sử dụng nội tiết, luôn luôn phải sử dụng nội tiết. Và hầu như thai IVF nào nó cũng ra máu, có người ra tí hơn người ra nhiều. Đấy, ra máu ít, máu lâu lâu thì không sao.